Đây là khu đất này nhà mình hết à? Vâng. Thế bình thường thì thả đây chứ? Hay là thả ở đâu? Vịt đấy? Là vịt đấy ạ. À? Vâng ạ. À. Vịt thì bình thường là nuôi trên chuồng, không thả trên cái sông đó. À, vâng. À sông ở bên kia đúng không? À, sông. Đây, ủi rộng thế nhỉ? Chỗ này trồng bưởi viện được ạ. Vâng. Đây là trồng cái gì đây? Đang trồng bưởi đấy. À. Ui, mát rộng nhỉ? Đấy, ngỗng à? Anh nuôi khoảng bao nhiêu con ngỗng đấy? 50 con. 50 con à? Anh định nuôi sinh sản à? Vâng, đang nuôi lên làm bố mẹ đấy. À. Cũng được. À đây là khu úm ở đây. Vâng. Đấy, hai. Quy mô nó nằm chưa đâu ở đâu. Thế là cũng tốt rồi, thực ra ở vùng xuôi cái điều kiện chăn nuôi này rất là tốt. Đấy. Đây. Trùng úm này nhà. Vâng. Khu úm. Thế là đánh tách riêng những con yếu về đây à? Vâng. Đàn này bao nhiêu ngày tuổi đây? Đàn này 44 ngày đó. 44 ngày. Đây là vịt bầu lai. Bầu lai đó. Nếu mà 44 ngày vịt bơ thì to lắm rồi. Đúng rồi. 44 ngày sắp bán. Rồi. Bầu lai thì lâu hơn chút. À đây là sông ở đây à? Dạ. À, úi giời ngỗng rồi. 50 con ngỗng rồi. Đấy. À, sông. Thế là úm ở trong trong khu này. Khu này là úm được tối đa là bao nhiêu con ạ? À? Khu này thì nếu mà làm cá trong này thì chắc là úm được khoảng 4-5 nghìn. 4-5 nghìn ạ? À? Tối đây là tôi làm sàn hết. À. Cá trong này luôn. Này cũng được. Đây làm chắc làm nhỏ đây. Đây bên này nha. Này. Thuốc thang đầy luôn. À, úm ở đây à? Dạ, úm ở đây. Này cũng ít chứ, này úm thì chỉ được hơn 1.500-2.000 thôi. Vâng, thì nếu mà mình úm mà mình thả cá ra ngoài kia thì cũng chật chật một tí thì cũng được 4-5 nghìn. Cái chỗ này thì úm được ít. Vâng. Và cái mùa hè được mùa đông là gió lùa. Vâng. Vì chỗ này đất nó phẳng, ao gió lùa. Vâng. Rét. Đúng rồi. Úm ở đây. Khỏe rồi. Úm khoảng 20 ngày trong thả xuống đúng không? Vâng. Mình nuôi ở trong nhà đó 20 ngày thôi. Đây cho em trước tiêm cái này ra. Xếp. Vâng. Tiêm đủ các loại. Tức là bệnh cầu đủ thầy thôi. Đây. Đây. Thế bên kia anh nuôi chưa nào? Chưa, cháu đang ở bên Ninh Bình. À thế à, vâng được được, để cháu xong việc bên này cháu alo cho bác nhé. À. Đúng rồi, cái bệnh đấy lù khù nhiều lắm, nó vẫn lù khù đấy. À. Được được. À, được được thế chú nhá, cháu đang mổ vịt ở trại này tí ạ. Vâng vâng. À con đây. À đây là một mình ở chỗ này à? Dạ vâng. Đây, à đây ngủ, tới ngủ đây à? Anh ngủ ở đây. Sông này, sông này sạch chứ? Dạ. Đây đàn này nó bao nhiêu ngày tuổi rồi? Đàn này bắt hôm đây. Hôm nay là 13 ngày đấy. 13 ngày. Vâng. Bổ lai. Ở đây cám kia là nó để ở đâu? Cám để ở nhà. À, tức là phải chở mỗi ngày chở đi một lần đúng không? Vâng, mỗi ngày chở tầm 3. À. 1-2 chuyến. Thế là phải trông ở đây. Vâng. Đàn này là bao nhiêu con à? Là 1.200 đấy. Là 1.200. Vâng. Mấy là bây giờ còn bao nhiêu con ạ? À? Bây giờ là cũng nọ là chết mất 35 con. À. Cái đợt điều trị này là thất thoát mất 35 con. À, vừa lúc úm vừa điều trị đấy. À. Điều trị mất khoảng 20 con. Rồi. Thao sướng nhỉ? Con vịt nó là thủy cầm nên là có nước rất là tốt. Đấy, em dòng rủi cho chạy khắp à, ra tận đằng kia à? Vâng. Nó đang vào tới chỗ mấy con bê bò ấy. À. Tốt đấy. Được. Cái đàn này bé, từ bé giờ bị bệnh gì đấy? Tức là viêm gan và... Viêm gan. E. coli đấy. Là viêm gan thì chắc vâng. Trong tuần đầu ấy chứ đúng không? 4 ngày nha. 4 ngày đúng không? 4 ngày viêm gan. Là đã phát hiện rồi. Cái tầm đấy nó hay ghép với lại thương hàn. Và nếu mà điều trị nó không chuẩn lắm nên ghép sang E. coli bại huyết.
Bây giờ là ok rồi. Dãy bờ này rất dài. À. Tốt, nuôi công nghiệp ở đây nó rất là đúng rồi. Nếu mà nuôi nhiều hơn thì khả năng phải cổ phần mấy anh em nuôi trông cho nó dễ. Một mình nó dài quá. Đấy, thế, đây. Đây còn đàn to thì lại ở bên này xong. À. À. Rồi, sẵn to. Đàn to này thì nó đã được trắng đây, cỏ cỏ to lộ cộ đàn này được bệnh nhưng lộ cộ lắm mà nó do con giống giống nhà cái anh này anh ấp kém quá đấy tha hồ thả đây chả phải trông nhỉ. Thế anh muốn cho nó ăn thì phải cho nó ăn trên này à? Đây đây ăn qua đây cái là sang bờ bên kia ăn luôn. Không, mình muốn ăn cho ăn thêm cám công nghiệp ấy. Anh cho ăn cám công nghiệp không? Cái này là bây giờ là hiện tại là đang cắt cám công nghiệp à? Cắt đấy, xong là tầm khoảng 10 ngày sau chuẩn bị bán đấy. À vỗ là vỗ. À. Vâng. Còn bây giờ cho ăn đồng để lấy xác. À. À đây. Ui cỏ bày trắng này. Trời. Nhiều cỏ lắm. Nhiều cỏ. Rồi ok. Rồi đến đây được nha. Thế là của anh là thả hết bãi này à? Vâng. Rộng nhỉ? Vâng. Ý, ui giời, sướng thật. Tự do. Vịt tự do, chim cò cũng tự do. Sướng nhỉ, mát này. Ở đây những cái ngày nắng nóng nó có nắng quá không à? Có, cũng về cái mùa nắng nóng thì có lúc nó lên tới 41 độ đấy. À. Như mùa hè thôi. Đây là anh cũng tranh thủ những cái lúc nó gặt hết rồi mới thả thôi đúng không? Vâng. Còn cái vụ bình thường không thả đây, chỉ thả sông. Thường là thả dưới này rồi bờ nén cá. Đúng rồi. Vâng. Đúng rồi. Thì chỉ tranh thủ được khoảng 2 vụ lúa. Vâng. Một năm thì mình chỉ làm 2 vụ đồng vậy thôi. 2 vụ đồng. Còn là mình nuôi công nghiệp thì thì cái vụ này thì cái bờ này nó rộng rãi, đúng nó rồi, sạch rộng. Sẽ thì vâng. Đúng rồi, những cái khu từ đây. Thế anh nuôi được từ trên kia à? Từ cái đấy đấy, dưới chân. À, đây là khu đấy nhà mình. Làm được cũng vẫn nuôi được, không có ai nuôi nhưng mà mình không cho đi xa quá. Đấy, canh coi mình quản lý đây thôi. Thế thôi. Qua rồi. Đàn này là bao nhiêu ngày nhỉ? Ba mấy ngày? Đàn này là 43. 43 ngày. Bắt này đang chỉ được chưa được 2 cân thôi nhỉ? Chưa. Vịt này là to đỉnh có hơn 2 cân thôi. Đúng rồi. Vâng. Con này là vịt nướng, vịt vâng. quay. Vịt nướng này chưa đến quay được. Quay đấy, ở đây có quay đấy. À. Vâng. Vâng. Thế đàn này là dính vấn đề gì không anh? Có, đàn này là bị 2 lần vãi huyết rồi. À. Vâng. 2 lần. Lúc anh bắt là bao nhiêu con à? Lúc anh bắt là 1.480 con. À. Con 1.500. Mà bây giờ là còn 1.330. À. Mà hôm nọ tiêm là ao lại rồi. À, thế là tiêm mũi 2 là gần đây không à? Mới hôm xem này. Chủ nhật tuần trước. À. Vâng. Thế được tuần. Vâng, mới được tuần đấy. Bây giờ vịt mới hồi đấy. À. Bây giờ chắc là dừng chết rồi đúng không? Vâng. Những con vịt này bản chất nó rất là khỏe. Nó khỏe hơn con vịt bơ rất là nhiều. Vâng. Ở trên em họ nuôi nó đơn giản lắm. Con này thì thông thường thì tiêm đến 2 mũi là nó khỏi đấy. Vâng. Nhưng mà nó cũng tùy đàn và tùy thời điểm đấy. Vâng. Đấy, còn con vịt bơ nó phức tạp hơn. Đa phần vấn đề đây anh vẫn dính là chắc là bại huyết E. coli nhỉ. Đấy, chủ đạo là vậy. Nãy em thấy anh tiêm với cặp sép sulfa rất là tốt. Vâng. Sép cộng sunfa rất là tốt. Thì bây giờ nó kháng sinh sunfa nó tốt hơn đối với E. coli và bại huyết. Vâng. Sép bây giờ nó nhờn nhiều lắm mà. Vâng. Đấy mình kết hợp vậy là cũng chuẩn đấy. Vâng. Chính cái phác đồ là sép cộng sunfa là em cũng thử nghiệm rất là nhiều và cũng rất nhiều nơi học hỏi phác đồ đấy. Vâng. Đấy em làm ra 2 cái bộ sunfa đấy tiêm chuyên. Tức là trên thực tế bây giờ trên thị trường có rất nhiều loại sunfa và loại sép. Cái của anh nó cũng là sunfa và sép nhưng nó dành cho con gia súc. Vâng. Nhìn ngay cái bao bì nó đã thể hiện là cho con lợn con bò rồi. Đúng rồi. Đấy, thì mình tiêm xuống cho vịt cũng được. Cũng được nhưng nhưng bọn cháu vừa làm nó chuyên sâu các bạn. Thế là mỗi người chuyên sâu một mảng. Cháu đi rất sâu về con vịt con ngan. Đấy. Thế nào ở đây một mình bác nuôi ở đây à? Đây có một mình. Thế tối thế có phải trông không bác?
tối đang có cái đèo ấy. À, đấy vì khu ở xa 13 mà không thuộc quy hoạch nên người ta xây lán trại người ta không cho xây. À đúng rồi. Bây giờ cháu họ lớn hết. Cứ lớn dần dần lớn hết. Đây vừa rồi cắm mấy cái cọc để bảo để làm cái lán để coi cá mà họ không cho. À. Đúng rồi, tùy vùng lắm, vùng nó phức tạp. Ở đây bác đàn này bao nhiêu con à? 1.300 là bác lấy thuốc là 1.200. À. 2 bảo một số con nó còi không không tiêm nữa. À. Nhưng mà qua cũng tiêm hết. À. Thế đàn này từ bé là tiêm mấy mũi rồi ạ? 3 mũi bại huyết với lại của chó là 4 à? Vâng. À. Của chó cái ba đấy... huyết ba mũi bại huyết với coli. À. Nhưng mà nó không có sunfa, nó vẫn đúng rồi. Cái của cháu sun cái sunfa nó mạnh với coli. Xem cái video của anh đấy, ở bên nhà anh kia anh cũng phải có sunfa đấy, nhưng mà sunfa không có sunfa là nó không kéo dài được thời gian đấy. Đây, chết rồi, có ra là dẻo nhiều thế, chết bại bẹt nhiều lắm. Cái này qua tiêm thuốc vào nên nó lâu chết rồi chứ không là chết rồi. À, cái con này thì kể cả bác tiêm thuốc gì thì nó cầm lại thôi. Ờ đấy. Cái thuốc tốt thì nó cầm được lâu hơn. Nhưng mà qua là nó ở đây đông là nó dẫm vào là nó bác để lại thêm mổ đàn ở bên này à? Đàn thả, bác thả mãi đi. À, ở đây là mình thả đồng đúng không? Đấy, thả đồng. 3-4 ngày rồi nhưng mà nó năm nay nó cứ giống nó đều vậy, với lại hơn nữa là nó tiêm chưa có. Em. Cái tổng là tiêm 4 mũi rồi à? Thế là 3 mũi. Mũi poly xếp cái sun ấy. À. Xếp chi sun của Thịnh Á, cho biết nào. Xếp cái sun của thằng đây, cái thả ra đây. À đây. Thế 4 mấy ngày rồi à? Tiền cháu kìa. À. Có túi rơi. Đây đây. Đây. Cái lúc nó mất hôm mấy lòng không mình 10 thì hôm nay là ô lông liếc chưa có bác nhỉ? Ừ. À. Nó kém lắm rồi mình. Ừ, nó cũng không được đều lắm. Nó không được đều. À. Ui, một mình thả cá một khu này rất là rộng. Đấy, đàn này một trong đàn tiêm rất là nhiều. Đây là 26. Đây là 26 là 45 ngày. 46 ngày. 45 ngày. 45 ngày, hơi bé. Bầu lai. Cái này phải tuần nữa mới bán được. Đâu còn chưa chắc cái lông nước này. Hồi tháng 5 là bác nuôi là có 52 ngày. Nó giống nó chuẩn là có 52 ngày. Ờ. Của thằng nhà. À. Nhưng mà đợt này giống nó kém vậy là nó ốm đau nhiều. Vâng. Poly nó hiện nhiều thì về sau là tiêm mũi poly là không dừng. Vâng. Gọi là bác có xem cái video của cháu ấy đấy. Bản huyết ghép lên poly. Vậy là cái chuyển sang cái là điều trị. Vâng, nó phải kết hợp. Bây giờ thấy bệnh phức tạp mình phải kết hợp. Đây là cháu thử mổ đi. Đây là thử mổ. Bốn mấy ngày mà lông kém quá. Con này ngớp này. Qua bác mổ là phổi cũng hơi bị ảnh hưởng. À. Cái đấy thì chắc là do coli. Ê, coli nó gây ra tiêu chảy, ho hen. Nhưng mà không có con nào ngáp. Đấy, con này ngáp này. Con này ngáp à? Tiêu chảy rất là nặng này. Lúc này vẫn sống. Vẫn sống đấy chứ, vẫn còn sống. Có một con chết thôi. À. Còn ngoái thì nó cũng chết. Sao tại chết, vẫn chết, chỗ này là chết. Chứ bản thân con vịt này rất là khỏe. Năm nay bắt đầu là bệnh thật nhiều. Gan là đẹp nhỉ. Nó vào động mạch. Qua bác mổ có con sưng gan. Con này có mỗi này chết à? Nó còn chết à? Đấy, con này cứ tạm thời tí nó chết hẳn đi đã, nó chưa chết. Con này cũng tiêu chảy rất là nặng, của bác ghép sang Ecoli. Ecoli bại huyết tiêm cái thuốc của bác qua anh qua này. Vâng. Bác là tiêm dưới da cổ hay là da đùi à? Dưới da cổ. Qua mổ vậy là cái tuệ cũng bị sưng.
bác mùa có cả tuổi trùng mà cả mỡ bánh thịt mà có một điểm một tuổi trùng thôi còn điểm xuất huyết ở mỡ bánh thịt không rõ ràng đâu, mắt thấy nó đỏ 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 là sốt sao anh ạ, quả lớn nhỉ bác, bà Tư. Mới chim bà này này. Thú vị xóm đấy. Có em cũng đi. Bài huyết thì rất là nhẹ thôi. Bài huyết là nhẹ thôi. Nhẹ thôi, có bài huyết là sưng to hoại tử này. Nên nó bị có sung, nó sung huyết. Có hoại tử sưng to. Nhưng mà tại sao lại đàn này nó liên quan đến EQD nhiều. Bại huyết thì rất là ít thôi, hoặc là tiêm nó cũng khỏi rồi. Con này đều bỏ ăn này. Không, mới tiêm qua. Mình tìm lý do tại sao nó chết đây này, nó tiêu chảy nặng quá mà. Mà cái con này không tích được mỡ. Tức là nó bị từ lâu à. Đáng nghĩa tầm này nó phải tích rất nhiều mỡ để nó lớn lên, nó gầy. Nó gầy quá. Tiêu chảy nặng, tiêu chảy dài ngày gây ra vậy. Tiêu chảy nó có hai nguyên nhân, một là do dịch tả, hai là do cái cù ly. Con này không tá là tiêm rồi, không dịch tả đâu, nó chỉ ăn ốc chết thôi, cá chết ốc chết thì đúng rồi, nó đi mò đúng không ăn. Cái con này thì để trên nước dạ thối vậy. Đa phần lên con ecoli thêm màng tuy khí đấy, qua băng mỏ băng thấy có khói khói nó bị tuy khí. Cái con này bản thân nó rất là khỏe nhưng mà xem lại nó ghép cái gì đấy, nó vẫn ăn được đấy. Hay bác nhét đây không à, nhét đấy, sáng nhét nhét không trôi được nó này. Đây con này, con này chết hẳn chưa này, tìm vẫn được chết tìm mà bỏ thì còn gan sưng tiêu chảy rồi này. Bại huyết thì nó gây sưng gan hoại tử gan. Con này thì vẫn sống nhưng mà tương lai thì sẽ chết, chết hết lúc này chết hết không rỡ được, nhìn nó nặng nặng quá mệt rồi. Nếu như qua đút được cho ăn mà để riêng ra thì may ra còn sống đấy. Như những con bình thường nó vẫn phải tích được mỡ thì nó mới béo đấy, tức là nguyên tắc về bọn cháu làm vỗ béo mới kích lông, vỗ béo là phải tích cơ tích mỡ. Đây chào các bác. Đây là đàn vịt nhỏ này, chắc là hơn chục ngày. Khu này cũng rất là chật. Vịt bầu lai. Nuôi ở trong nhà khoảng 20 ngày, sau đó lại thả ra sông. Đây là ao ấy. Alo. Rồi ạ. Nó nuôi bao nhiêu, 350 ngàn, nó có vấn đề gì mà hỏng á? Vậy là nó chuẩn đoán là cô ly bị ghép tụ huyết trùng, nhưng mà bác bảo không, nhưng mà không phải. Nó chết từ lúc mấy ngày tuổi à? Nó đã còn bé, nó đã 2 cân. 2 cân mới chết? Còn to 3 cân rưỡi, chỉ chờ lông là bán thôi. À rồi, đúng. Nhưng mà nó chết giải rác hay chết một lúc hết sạch à? Nó đại khái là nó chết từ từ, nhưng mà hãy tiêm là cái xét này. Cái xét này là xét tê xun là cũng tiêm một lần đấy. Nhưng mà tóm lại là nó có chết một lúc nhiều con hay là nó chết giải rác, nó khô lét nó mới chết? Nó giải rác thôi, nhưng mà có mấy ngày là còn 180 con nữa là bác để có chữa không chữa được. Vậy là để nó chết, ngày nó chết vài buổi. Chết kinh chứ. Con ngam giờ nó có 2 cái bệnh mới. Một là cái bệnh đầu đen, không biết nó nuôi gà với cái bệnh kén ruột trong cái ruột. Bác bảo một là ký sinh trùng đường máu, hai là kén ruột. Đấy là cái đấy là không có sulfa, nó cứ quay ra nó điều trị tụ huyết trùng với lại đấy là không được. Nếu mà đúng về cái đấy nó chỉ bây giờ tiêm cái này thì cơ mà. Đấy là một. Vài mũi là khỏi. Đấy là một nhé. Và thứ hai nó có thể là cái bệnh virus, bệnh Tembusu đấy. Hồi chúng làm đẻ trên con ngam đấy nó cũng gây chết nhiều. Thì đến đây có 2 bệnh thì chết là như thế thôi, còn các bệnh bại hết ecoli tiêm hết khỏi, không khỏi thì nó cũng phải đứng để chết ít thôi. Tembusu thì nó do virus đấy. Cái bệnh trường ngàn thì nó chết nhưng mà chết nhanh lắm, còn chết con to nó béo khỏe. Là không có thuốc điều trị đặc hiệu, nó còn virus có.
Tức là nhà bác bị bệnh đấy thì nó tiêm thẳng vaccine Temusu vào thì nó sẽ dừng chết. Nó con nào bị chắc định chết. Nhưng mà chắc chắn là không phải bị bệnh ấy. Bệnh chắc chắn là do kém béo. Chắc chắn do kém đường ruột hoặc là ký sinh trùng mọc. Đấy, hai bệnh đấy thì điều trị cùng cái loại sunfa này. Đấy, nếu mà có cái để này biết không? Bây giờ cái này thì điều trị vài mũi là khỏi. Cái này nó có hai loại, ST01 là loại điều trị hai mũi liên tục, ST02 này là làm kéo dài đấy. Tức là cái xem này kéo dài 96 tiếng này. Đấy, thì hai cái này bác chỉ cần tiêm một mũi thôi. Đấy, cái đàn dịch vừa rồi bác tiêm cái này thì nó ok đấy. Thì bây giờ nó như cái vấn đề cái bàn đây bao đa phần nó lại có Eculi gây tiêu chảy. Bạn thấy là nhẹ thôi. Cái đàn này bác lên phòng thì sau phòng không được. Hoặc là này bác tiêm qua lắm cho cái bộ xếp gọi là xếp cặp 3 lọ. Bác có ở đây không? Các lọ đây không? Cặp 3 lọ. Vậy bác bảo phải cho